Ngày 31 tháng 10 vừa qua, gia đình chị Lê Thị Khánh Vân, trú tại thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 41 triệu đồng. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng giả danh con trai chị Vân là quân nhân Dương Thế Vinh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, lấy hình ảnh lập tài khoản Facebook. Sau đó, giả giọng nói rồi gọi điện video, nhắn tin với nội dung làm mất vũ khí của đơn vị nên xin chuyển tiền để khắc phục hậu quả. Cuộc đầu tiên điện về cho mẹ là nói chuyện 26 giây. 26 giây là nói hình ảnh của con, rồi là nói bằng giọng nói của con. Nên tôi nghĩ đó là con mình bị, chứ không phải là bị lừa. Rồi đến sau là con có nói câu này thì bây giờ con nhắn tin kể trong quân đội con dùng điện thoại không tiền. Đó, nên là có nói cái câu nữa thì khi nào mẹ mới tin thì mẹ bắt đầu nhắn tin đi. Trong nhà, cả nhà người mà mẹ không dám nói cho ai biết hết. Là mẹ cứ sợ xung quanh họ biết, rồi là một phần là ảnh hưởng đến danh tính của con. Một phần thì giống cái tâm lý của mẹ khi nó nói thôi làm chuyện cho con một số tiền như là cho nó êm chuyện đi, xung quanh đừng ai biết hết đó. Mặc dù cơ quan chức năng đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, tuy nhiên thời gian qua, các đối tượng đã tận dụng triệt để những tiện ích, công nghệ hiện đại để lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi, khiến các bị hại khó nhận diện và đề phòng. Hiện nay các đối tượng lừa đảo chuyển hướng vào gia đình quân nhân, giả danh các đơn vị quân đội, công an. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo mới này. Trong quân đội thì các hình thức khen thưởng hay kỷ luật thì sẽ có các cấp, phân theo các cấp. Do đó, nếu như trong trường hợp tại đơn vị mà con em có vấn đề gì thì thông qua các cấp sẽ về đến ban chỉ huy quân sự của xã, phường, thị trấn. Từ đó, ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn sẽ gửi văn bản hoặc là đến trực tiếp gặp gia đình. Chứ bà con không nên nghe theo lời của các đối tượng lừa đảo. Thời điểm cuối năm, chiêu trò lừa đảo sẽ tiếp tục gia tăng. Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu thông tin cảnh báo về các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, số OTP cho người lạ, không truy cập đường link lạ, không cài đặt phần mềm hoặc làm theo hướng dẫn, yêu cầu của các đối tượng trên mạng xã hội.